sai. Chẳng những anh này biểu diễn hay mà cái anh ở sau vỗ tay cũng hay nữa. Tiếng Việt giỏi vậy. Cái chút này anh học bằng cách nào? Học bên đây. Chẳng biết nói tiếng, chẳng những biết tiếng Việt mà còn biết diễu tếu nữa. Giỏi, number one. Cho nó ăn hột gì vậy? Tôi mua chú không biết nữa. Dạ hả? Cho tôi xin ít hột đi. Cái dụ dụ cho nó lại ăn không? Come. Come buddy. Trả tích lên rồi. Nè bà ấy scared. Dụ cho một câu nó ăn nè. More. Come on, there's more. Đừng đuổi. Oh no. Ăn đi con. Rồi hết. Ta đụng đầu nó luôn nè, cái con nó ăn ở dưới, ta đụng cái đầu nó luôn con.
And they go, more of this food. Ooh, I see food. Come on. Come. Dễ không? Giờ mình đi lên núi. Mình đi xuống lên núi này. Xin chân thần thổ địa, con xin phép đến viếng thăm miếu được an toàn. Có mấy khỉ nó leo nè. Leo núi viếng nãy giờ đi được bao xa rồi, không biết đi được bao nhiêu bước rồi. Ừ. Nó đang ngồi tìm đồ ăn nè. He's looking for food. Looking for food, yeah. Yeah. How many are there? Yeah, there's more there. Nó ngồi nó đợi ăn, kiếm ăn. Thôi mình đi tiếp. Đứng đây nghỉ tí coi anh chữ nè, anh khỉ nè, anh cũng đang đợi tìm đồ ăn nè. Thấy ai có xách túi xách bịch là ảnh liền anh ngó. Gần tới cổng đó rồi, đi thêm ít bước nữa. Tới được vài bước nữa là tới được cái cổng thềm này. À, à, rồi còn bước nào nữa không? Ở bên đó là thạch động ha, ăn đá. Ở trên này nhìn xuống, đứng nhìn ngược trở xuống thôi. Trên có nước nhiều. Đây là thạch động. Ở bên đó có quầy bán nước.
thật động lớn quá. À, đây có hai cô trẻ này cũng lên được tới đây nè. Mệt không con? Dạ mệt. Nhưng mà đúng, cũng đâu có gì đâu, lên cũng được phải không? Dạ. Ờ. Tụi con không biết mình đi tiếp không? Hả? Chắc dạ, tới đây rồi đi tiếp dạ, cho bên kia có gì? Dạ, trên còn một thang. Còn nữa hả? Dạ. Bao nhiêu bước là bao nhiêu nấc lần? Dạ, con không biết nữa, 200 mấy đó. Nhưng mà hình như 3 cái nó không nhau, nên là còn cái này với một cái nữa. Còn cái này với thêm cái nữa như vậy là 3 cái. À, hơi nhiều à. Nó đâu thử ngó coi. Nhắc đi, mình đi lên núi có thần linh mình cầu nguyện. Cầu nguyện giúp cho mình đi về được khỏe mạnh. Dạ. Như vậy đến đây sợ là chưa gì hết cái sợ. Mình đi lên về mình được khỏe mạnh nữa. You are entering non-smoking area, no shoes. Bên đây là đền thờ, chỗ chỗ cúng bái lễ nghi, cấm mang dép. Đi tiếp qua bên kia, nhìn trên thạch động, trên chóp đỉnh cao vậy sợ. Bên này là chỗ cúng bái thờ phượng, cái gì đây, phải mua vé nữa. Này là của đạo Ấn giáo. Shivali Divanai Uragan. Tiếp tục mình leo lên cái này. Cứ từng bước một mà đi. Đi về cầu sơn thần thổ địa hộ độ cho tăng sức lực, đi về khỏe mạnh, hết đau hết nhức. Rồi lên được bức này nữa nè. Lên tới tầng kế rồi nè. Cẩn thận. Ồ, đây lộ thiên rồi nè. Đây dòng chóng mặt quá. Nhìn chung quanh coi. Đây là bên bên cánh tay trái bên Thanh Long nè. Xoay qua bên cánh Bạch Hổ bên cánh bên phải chỉ là vách núi. Như vậy đến đây là hết rồi ha. Đến đây là cùng rồi phải không? Yeah. This is the end. This is the top. This is it. Okay. See, it's not that hard. Đi đâu đi không khó lắm không? Đường không đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi sông, chỉ nghe nói cái sợ không dám đi. Huh.
ôm đâu có lên, con ôm có đi vài bước cái cầm theo cái túi đó, con khỉ nó giật cái ôm la hét lên, bà giật mình bà cũng hét luôn. I scream so loud. Trên đây nhìn xuống ở qua cái kẻ hở đây để đi rảo qua cái cánh trái này. Rồi như vậy là mình có quyền đi xuống. Giờ mình đi xuống. Đa tạ sơn thần hộ địa đã hộ sức cho con gia tăng công lực lên, chân cẳng lưng khỏe mạnh, đi về khỏe mạnh hết tao hết nhất. Ok rồi, đi tiếp tục trở xuống. Tiếp tục đi trở ra, mình qua mấy nấc này là chắc bắt đầu đi xuống. Hình như họ nói là 270 mấy nấc thang ha. Rồi đó, bây giờ chuẩn bị đi xuống núi thôi. Máy camera kia hết pin mà cục pin sạc nó bị rớt hư hay sao nó không sạc kịp, để phải dùng cái điện thoại cầm tay đó. Bây giờ chở xuống núi. Cho nên nhìn đẹp không? Giờ mình bắt đầu mình bước xuống ha. Đi xuống mấy cái nấc thang này không dám quay, mình phải ngưng máy để mình đi cho nó an toàn. Trên đường xuống này có nhiều người họ ngắm mấy chú khỉ thôi này. Qua đây coi, họ ngắm khỉ này. Đây có con mèo nó đang ngủ, sleeping cat đây thì. Đây nguyên bầy khỉ. Đây, du khách họ đang hiếu kỳ, đang chơi với mấy con khỉ đây. Cẩn thận đi từng bước một, rồi quay về đi khó thấy bước chân. Cô này cổ đang lại cổ chụp hình. Hello. Ok, thôi mình đi xuống tiếp. Hello. Hi.
mình đi xuống tiếp. Mọi người giờ đã ra xe đang đợi mình. Mình thử giờ mình phải đi nhanh xuống dưới. Tắt máy đi nhanh xuống. Rồi, giờ mình đã đi xuống tới dưới. Bây giờ đi nhanh ra xe. Dư đoàn đang đợi mình. Giờ chạy ra xe. Đuổi theo cho kịp mọi người. Về tới xe rồi. Ở bên này, xe bên này. Rồi lên xe đi thôi.